Gần đây thì cả thế giới đang dành sự chú ý về Washington DC khi mà cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang vào giai đoạn nước rút và có thêm sự xuất hiện của một nhân tố mới là bà Kamala Harris, đại diện cho Đảng Dân Chủ. Khi mà cuộc chiến này đang nóng hơn bao giờ hết thì cộng đồng crypto cũng không nằm ngoài xu thế này. Các meme coin chính trị hay còn gọi là politified token xuất hiện ngày một nhiều và thể hiện được sức mạnh của nó ở trên thị trường. Mới đây nhất thì CoinGecko đã bổ sung thêm danh mục politified token trong bối cảnh là các đồng token này bùng nổ khi mà cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đang đến giai đoạn kết. Vậy thì politified token là gì và chúng ảnh hưởng như thế nào đến thị trường crypto trong năm 2024? Hãy cùng tìm hiểu với Irene trong video ngày hôm nay nhé. Và như thường lệ, nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share cũng như là subscribe qua 68 TV và ấn vào nút chuông nhỏ để không bỏ lỡ những video mới nhất của tụi mình nhé. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu xem Politified Token là gì. Token Politified thì là thuật ngữ để chỉ những meme coin lấy cảm hứng từ những nhân vật hay là sự kiện chính trị. Politified thì bắt nguồn từ việc là Donald Trump phát hành bộ sưu tập NFT liên quan đến hình ảnh của bản thân vào năm 2023. Sau đó thì loạt bản sao lần lượt được ra mắt như là MAGA, Trump 2024, Trump 2025. Hiện tại thì các token Politified đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng do là được ảnh hưởng từ sức nóng của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2024. Từ này, tên của các token thì thường được đặt theo tên của các nhân vật chính trị nổi tiếng như là ông Donald Trump, bà Kamala Harris hay là Tổng thống Joe Biden. Politified thì là kết hợp giữa chính trị và tài chính. Các token này thì sử dụng công nghệ blockchain cho phép là cộng đồng tham gia quản trị phi tập trung, gây quỹ hoặc là tham gia ủng hộ các cái đảng phái của họ. Càng sát những ngày bầu cử thì sự quan tâm đến Politified Token ngày càng tăng lên, phản ánh tiềm năng ảnh hưởng đến chiến dịch và phong trào chính trị của những đồng token này. Sau khi chúng ta đã biết về khái niệm cũng như là sơ lược về Politified Token rồi thì bây giờ hãy cùng đi tìm hiểu một vài những cái ứng dụng của Politified Token anh em nhé. Rồi, Politified Token thì có thể được đóng vai trò như là một chỉ số thể hiện tâm lý của thị trường hay là tâm lý của công chúng dành cho những cái hiện tượng hay là nhân vật chính trị mà họ quan tâm, và đây cũng có thể được coi như là một công cụ để đầu cơ. Nếu giá trị của những đồng token này tăng hoặc giảm thì chúng có thể phản ánh một phần nhỏ sự chú ý ngày càng tăng hay là giảm dần của công chúng đối với những chính trị gia hay là ở những sự kiện chính trị quan trọng. Tuy nhiên thì phần lớn những token này thì đang bị thao túng, giao dịch một cách nội gián hoặc là các cái nhà đầu tư nhỏ lẻ FOMO, dẫn tới việc là đa phần những cái Politified token này thì được coi như là meme coin. Hiện tại vào tháng 8 năm 2024 thì tổng giá trị vốn hóa thị trường của Politified token đạt khoảng 500 triệu đô la Mỹ. Trong thời gian khoảng tháng 5 cho đến tháng 6 vừa qua thì đã có lúc giá trị market cap của thị trường này đạt mức là 1,5 tỷ đô. Đặc biệt trong số đó thì chúng ta có một số đồng token nổi bật như là People thì đã từng có mức market cap cao với vốn hóa đạt mức là 266 triệu đô, trading volume lên đến 120 triệu đô trên ngày, chủ yếu có được là do sự kiện bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Thứ hai trong danh sách này thì chúng ta có thể nhắc đến đồng MAGA về vốn hóa khoảng 125 triệu đô, đứng thứ hai trong danh mục trên. Tiếp theo thì chúng ta có thể kể đến token Donald Trump đứng ở vị trí thứ tư với mức vốn hóa khoảng hơn 13 triệu đô. Đáng chú ý thì bên cạnh Trump hay là Trend thì có rất nhiều Politified token khác có mức tăng trưởng khá là tốt liên quan đến cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ví dụ như là đồng Super Trend này hay là đồng Free Trump vân vân. Điều này thì chủ yếu là do ông Donald Trump thì từng tuyên bố sẽ ủng hộ thị trường crypto nếu ông đắc cử Tổng thống Mỹ thành công, tạo nên một cái tâm lý FOMO trong các nhà đầu tư hay là những người đầu cơ ở trên thị trường. Tiếp theo thì chúng ta hãy tìm hiểu về một số rủi ro cũng như là những tranh cãi liên quan xung quanh Politified token. Sự tăng giá quá là mạnh mẽ của những token liên quan đến Donald Trump hay là những cái vị chính trị gia khác sau những tuyên bố của họ liên quan đến thị trường thì đã làm dấy lên rất nhiều những cái câu hỏi về vấn đề đầu cơ, thao túng giá hay là giao dịch nội gián dựa trên thông tin chính trị đặc quyền hay là đạo đức trong việc thu lợi nhuận từ những cái sự kiện chính trị hay là tác động của chúng đến tâm lý của thị trường. Gần đây thì Donald Trump cũng đã bị cáo buộc rất là nhiều tội danh như là tấn công tình dục nhiều phụ nữ này hay là làm giả tài liệu kinh doanh. Sau những tin tức tiêu cực trên thì các Politified token đã bị bán tháo mạnh, giảm hơn 50% giá trị trong một ngày. Do đó cho nên là việc đầu cơ hay là đầu tư vào những token này thì có độ biến động và rủi ro cực kỳ cao.
Tuy PolitiFi token là một trend có độ biến động và rủi ro cực kỳ cao, thế nhưng đây vẫn là một trend mà narrative được cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng KOL nước ngoài hay là những cộng đồng crypto ở các nước phát triển như là châu Âu hay là ở Mỹ quan tâm rất là lớn. Vì vậy cho nên đây sẽ là một số cách để anh em có thể tham gia vào trend này. Với những đồng token có vốn hóa thị trường thấp và mới được ra mắt thì anh em có thể sử dụng Dex Screener hoặc là Pandot Fund để có thể tìm kiếm những cái đồng coin này. Ở đây thì anh em sẽ thấy rất là nhiều những cái token PolitiFi, ví dụ như là mình có thể thấy đây là Moon Trump hay là Biden Inu chẳng hạn. Anh em có thể lọc các cái token này bằng cách là xem thanh khoản này, khối lượng tức là volume hay là hoạt động ở trên mạng xã hội của những cái đồng token trên. Tuy nhiên với những người mới thì Irene sẽ khuyên anh em không nên chơi những cái đồng coin này, bởi vì thật sự là độ biến động rủi ro của những đồng coin này cực kỳ cao, cho nên là rất là khó để anh em có thể kiếm được lợi nhuận từ chúng. Và kể cả giả sử như anh em có tìm được những đồng token tốt hay là có tiềm năng phát triển thì anh em cũng rất là khó để có thể cạnh tranh với các bot hay là những cái team giao dịch lớn ở trên thị trường. Thay vào đó, nếu như anh em muốn tham gia vào trend hay là vào narrative này thì anh em có thể chọn những cái đồng coin, những cái đồng token mà có giá trị vốn hóa, tức là market cap ổn định và có giá ít biến động hơn. Đặc biệt là chúng sẽ có những cái câu chuyện và có những điểm tin lớn hơn. Ví dụ như là những đồng token mà Irene đã nhắc bên trên như là People này hay là Trump Coin chẳng hạn. Và sau đây thì Irene sẽ list ra một số những đồng token PolitiFi phổ biến hiện nay mà anh em có thể tham khảo nhé. Và như thường lệ thì đây sẽ không phải lời khuyên đầu tư, anh em hãy research thật kỹ trước khi mà xuống tiền để tránh bị mất tiền anh em nhé. Token đầu tiên mình muốn nhắc tới ở đây là MAGA. MAGA hay là MAGA thì là meme coin theo chủ đề chính trị, được lấy cảm hứng từ khẩu hiệu là Make America Great Again của Donald Trump, được ra mắt ở trên mạng Ethereum. Mặc dù không liên kết trực tiếp với ông Donald Trump, thế nhưng token này thì lại tận dụng được thương hiệu và hình ảnh công khai của ông để thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Hiệu suất của token này thì gắn liền với sự kiện chính trị và hoạt động công khai của ông Trump. Tổ chức tự trị phi tập trung DAO đứng đằng sau MAGA thì giành lợi nhuận từ việc bán token này dành cho các mục đích như là từ thiện hoặc là hỗ trợ cựu chiến binh vô gia cư hay là chống buôn bán trẻ em. Theo CoinGecko thì hiện tại MAGA đang được giao dịch quanh mốc là 2.7 đô với market cap khoảng 125 triệu đô. Token này thì đã từng đạt mốc all time high tại 17,52 đô vào hồi tháng 6 vừa rồi. Anh em thì có thể giao dịch token này ở trên một số sàn như là Uniswap hay là Maxi. Thứ hai là People. People thì là token quản trị được tạo ra bởi tổ chức tự trị phi tập trung nhằm mua bản sao hiếm của Hiến pháp Mỹ tại cuộc đấu giá của SoftBank vào năm 2021. Hiện tại thì dù đã huy động được hơn 47 triệu đô từ khoảng 17.000 người đóng góp trong vài ngày, cuộc đấu giá thì cuối cùng đã không thành công. Sự việc trên thì đã nhanh chóng lan truyền ở trên mạng xã hội, làm nổi bật lên sức mạnh của việc là gây quỹ cộng đồng tập thể ở trong một cộng đồng tiền mã hóa. Sau cuộc đấu giá thất bại thì DAO đã giải tán, thế nhưng token People thì tiếp tục được lưu hành, biểu tượng cho thí nghiệm quan trọng trong quản trị phi tập trung. Token People thì ban đầu được dự định để cấp quyền bỏ phiếu cho quyết định liên quan đến quản lý hiến pháp. Tương lai của token People thì phụ thuộc vào khả năng của cộng đồng trong việc là tận dụng mạng lưới để thiết lập các dự án hoặc là ứng dụng mới. Theo dữ liệu của CoinGecko thì hiện tại People đang được giao dịch quanh mốc là 0.05 đô. Khối lượng giao dịch token này trong 24 giờ gần nhất thì khá cao, lên đến hơn 100 triệu đô. Người dùng thì có thể giao dịch People ở trên Binance, Gate.io hay là OKX. Token tiếp theo là Donald Trump hay là Trump. Trump thì là meme coin ở trên blockchain Solana, xoay quanh cách gọi tên hài hước về cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. Token này thì tận dụng sự châm biếm chính trị và văn hóa meme để có thể thu hút người dùng, xây dựng một cộng đồng sôi nổi. Trump thì đã sử dụng cách tiếp cận tiếp thị lan truyền, dựa vào meme theo chủ đề này để duy trì sự hiện diện, thúc đẩy tương tác và thu hút cộng đồng. Trump thì đã hiện diện mạnh mẽ trong cộng đồng và người tham gia nền tảng mạng xã hội như X hay Telegram. Theo dữ liệu của CoinGecko thì Trump đang được giao dịch quanh mốc là 0.15 đô. Anh em thì có thể mua bán Trump ở trên các sàn như là Radium, Elbank hay là Max, OK v.v. Tiếp theo là Kamala Harris hay là Kama. Kama thì là meme coin theo chủ đề chính trị, được lấy cảm hứng từ phó tổng thống Mỹ Kamala Harris, được ra mắt ở trên blockchain Solana. Kama thì thu hút được rất nhiều sự chú ý trong bối cảnh là sau khi tổng thống Mỹ Joe Biden rút lui khỏi cuộc đua tổng thống thì kế nhiệm ông chính là bà Harris, trở thành ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Kama thì được thiết kế để tận dụng các diễn biến chính trị và tình cảm của công chúng dành cho bà. Theo dữ liệu của CoinGecko thì Kama đang được giao dịch quanh mốc là 0.001 đô và có vốn hóa thị trường
trường ở mốc là khoảng 10 triệu đô la Mỹ. Anh em thì có thể giao dịch token chain ở trên Radium hay là Oka vân vân. Ok, vậy là vừa rồi Irene đã chia sẻ cho anh em về PolitiFi token, một trend, một narrative được quan tâm ở trong thời điểm là bầu cử tổng thống Mỹ trong thời gian vừa qua. Anh em nghĩ sao về trend này và anh em có đang đầu tư vào bất kỳ coin hay token nào thuộc trend này hay không? Hãy cùng comment suy nghĩ và những vấn đề mà anh em quan tâm ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Và còn bất kỳ chủ đề nào mà anh em muốn Irene làm trong những số bổ não tới hay không, hãy cùng comment bên dưới cho Irene được biết nhé. Hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye.